lại và chào mừng các bạn trở lại với channel của tôi. Và hôm nay là bài review của tôi về em này, Dex Glitter Trigger Eternity Key, Eternity Hyper Key. Thì đầu tiên tôi xin nói sơ về cái nguồn gốc ra đời của cái cuốn nợ này. Thì như mấy ông đâu biết ở thì ở những tập gần đây của Ultraman Trigger thì cụ thể là mong có lần YouTube coi tôi cũng chả nhớ nữa. Thì sau khi Kengo trở về quá khứ là 30 triệu năm trước thì anh ấy đã gặp được Trigger Dark, có nghĩa là Trigger phiên bản gọi là chưa về phía ánh sáng. Thì sau khi giúp cho Trigger nhận ra là mình cần phải bảo vệ mọi người, mình là một cự nhân ánh sáng, thì anh ấy đã tiếp nhận sức mạnh ánh sáng và trở thành Ultron Trigger. Và sau đó Yuzari đã đưa một phần sức mạnh của cái Eternity Core cho Kengo và cái key này ra đời. Thì đó là những gì mà tôi biết được ở cái key này thôi, cái vật phẩm này thôi. Và tôi xin nói về phần ngoại hình trước, thì mong có thấy là ngoại nó khác hoàn toàn so với cái Hyper Key bình thường. Đây, mặt sau này thì nó vẫn là một cái lẫy, một cái mỡ, một cái chặng pin, cục pin, hai cục pin. Pin này tôi cũng chẳng biết pin gì, nhưng mà tôi hay gọi là pin kẹo. Bây giờ tôi sẽ lấy cái kia bình thường ra để cho mong so sánh nhé. Đây, chúng ta có cái kia bình thường đây. Thì đầu tiên tôi xin nói cái điểm đầu tiên nó khác nhau, đó chính là đây, tôi sẽ ngửa cái phần này cho mình dễ tương quan hơn. Cái phần mặt ở đây trước nó khác nhau hoàn toàn. Cái thứ hai là tất cả các đặc điểm chung của cái hình chung của cái khuôn mẫu chung của dòng Hyper Key của Ultraman, cái Hyper Key của dòng Ultraman Trigger thì nó sẽ là cái viền này thường thì sẽ là một màu, nếu là Ultraman á thì nó sẽ có cái màu tương ứng của họ, còn với Kaiju hoặc là phản diện thì cái này sẽ là màu đen, và phần mặt của nhân vật thì nó sẽ là hiện ở đây. Thì nếu như Ultraman thì nó sẽ hiện Ultraman, Kaiju thì Kaiju. Vậy thôi, còn cái glitter nó lại khác. Thì cái đầu tiên nó chính là nó không có cái biểu tượng Godslex ở đây, thì quả bình nó không có đây, và nó sử dụng cái màu nhựa là màu nhựa vàng. Nếu như các bạn nào từng chơi Gunpla như tôi thì biết đây chính là màu vàng sheet, là màu vàng, vàng nhựa, không phải là vàng sơn. Cho nên là nhìn tôi cũng hơi khó chịu, nhưng mà nếu như những bạn nào biết sơn thì có thể gỡ ra và sơn lại thì nhìn cái màu có thể đẹp hơn. Và yeah, thì cái ngoại hình thì nó dài hơn so với cái kia bình thường. Đây, nó dài hơn rất là nhiều, nó dài hơn một khoảng. Và cái phần này, cái phần mặt ở đây nhá, cái phần viền ở đây nó cũng khác hoàn toàn với cái viền của kia bình thường. Cái phần mặt ở đây đó, ở đây không có. Nói chung là nó hơn cái kia này ở phần ngoại hình. Và cái tôi thích ở đây đó là cái phần sticker. Phần sticker ở đây nhìn rất là đẹp, nên kiểu nó phủ kim tuyến sticker gì tôi cũng chả biết, nhưng mà nhìn đẹp vãi đó. Và cái tôi muốn nói cuối cùng ở cái phần khác nhau chính là cái phần này, cái phần viền này, đố mấy ông mà tìm được làm sao mà nó khắc lên được như của cái này, khắc lên được như cái glitter. Không chỉ là cái viền này không đâu, mà trong cái viền này nó còn có một cái số cái viền nhỏ hơn nữa, nhưng mà cầm rất là xuống tay, chỉ khi nào mấy ông trên tay rồi mới biết. Thì đó là hai điểm mà những điểm khác nhau mà tôi có thể thấy được ở cái kỳ thường và cái Hyper Key Glitter. Bây giờ tôi sẽ test qua phần âm thanh nhé. Thì cái kia này còn một sao ảnh nữa, nhưng mà khi sử dụng Sparkland tôi sẽ đề cập sau. Bây giờ thì tôi sẽ bật Sparkland cho mong để biến thành Little Trigger Eternity nhé.
Thì như đây đề cập lúc nãy thì nó vẫn còn một sao ẩn nữa, thì bây giờ tôi sẽ kích hoạt cho mong cầu nhé. Nhưng lần này mấy ông hãy bấm giữ. Thì nó sẽ ra một cái âm này, tôi cũng chả biết âm gì nữa. Các âm sau thì nó giống nhau hoàn toàn cho nên là tôi sẽ không đề cập nhiều. Ok, thì bây giờ tôi sẽ điều phần tổng kết nhé. Ok, thì tổng kết lại thì đây là một sản phẩm rất đáng mua cho những bạn nào là fan của dòng Ultraman Ultra Series nói chung và những bạn là fan của Ultraman Trigger nói riêng. Thì đó là những gì mà tôi muốn nói ở trong bài review này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ nếu thấy hay thì có thể like, subscribe để tôi có động lực làm nhiều video hơn nữa. Còn nếu như có ý kiến muốn tôi cải thiện cái gì thì hãy comment bên dưới để tôi có thể đọc được và tôi sẽ lắng nghe tất cả những cái ý kiến đóng góp của ông. Thì ok, cảm ơn đã xem hết video. Bây giờ thì tạm biệt.